mày Lẹ ơi, mày nghĩ bữa nay mày nghĩ ngày hôm nay mày thất bại rồi, bởi vậy mày đâu biết được cái món mà xà sống mày tắm với quẹt ngon như thế nào đâu, nó hơi bị tới gáo. Tôi biết mẹ à. Ủa mày còn ở đây hả? Ủa? Sao nó nghĩ? Tôi biết mẹ tôi à. Cái đầu tranh mày nói với ai? Mày nói quẹt đám cưới rồi, mày ngồi đây hả? Tôi đem cưới rồi. Đem cưới rồi. Vậy mày ăn đồ đám cưới đi thôi, mời các bạn ăn miếng tới nhà hả? Xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Chào bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy thành công và tràn đầy sức khỏe nha. Thì nói chung thì lâu rồi anh em mình không có ăn sòi sống nha bạn. Hôm nay anh em mình sẽ chế ra một thành loại quá. Nước chấm thần thánh để anh em mình sẽ thánh ăn với xài nha bạn. Chấm thần không? Sao thần thánh thánh thần luôn á, ngồi không ăn vừa đâu, ghê lắm. Anh em mình sẽ chế tạo ra một món nước chấm thần thánh nha. Để anh em mình sẽ chấm chế thuốc độc hay gì đó. Thánh thần luôn cho bạn. Thánh thần luôn. Không biết bạn. Thì khỏi mà lâu ngày anh em mình miếng tỏi không sợ lâu ngày anh em mình không ăn xài thì nói chung là anh em mình rất là ngứa ngáy trong người các bạn. Bởi vậy hôm nay anh em mình sẽ làm một chảo khô quẹt thật ngon để anh em mình sẽ chấm với xài sống nha. Trời trời, cắn nó kèm như cắn hả? Cái bụng bầu nè. Ừ, bụng bầu á. Bụng bầu. Tôi quên hồi trong đẻ luôn rồi. Trời, vui nha. Mày đập người ta tới tỏi đi. Bây giờ anh em mình sẽ đây là tép mỡ tươi nha bạn. Anh em mình sẽ thắng ra. Hình như có hành này nó ngon lắm nè. Thôi tép tỏi cho thơm thơm được rồi. Đây là tép mỡ tươi nha bạn. Anh em mình sẽ thắng ra cho nó ra bớt mỡ đi. Anh em mình sẽ lấy cái tép mỡ đó, anh em mình sẽ khô quẹt chung với tôm khô bạn. Tôm khô anh em mình đang ngâm nước để cho nó mềm rồi nha. Vô mỡ đi cha. Vô miếng mỡ trước đi. Vô tỏi trước đi. Vô một cục mỡ. Vậy nè, mình tha vậy nè cho nó thơm đều chân nè. Ốp mỡ vô là nó ra đi ha. Đây, bây giờ mình sẽ thắng mỡ nha bạn. Thôi đó không sao. Trời ơi, trời giấc cục mỡ luôn buồn hết chứ. Ủa, bây giờ mình thắng mỡ cho nó ra xương xương nha bạn. Rồi anh em mình sẽ làm cái chảo khô quẹt thật ngon nha. Mình chơi bằng mỡ tươi đàng hoàng nha bạn. Mỡ tươi là mỡ tơ đó. Mỡ lắc con sàm ra mỡ. Lắc cái thèm chứ không lắc gì trời. Bữa nay anh em mình sẽ đãi cho các bạn ăn xài non chấm với khô quẹt thật ngon nha. Hơi ba cháy nha bạn. Thì từ đó giờ anh em mình ăn xài chấm mắm ruốc nè, chấm mắm sống nè, muối ớt nè, mắm đường, bình thường. Anh em mình sẽ chơi chấm khô quẹt. Trời ơi, cái đó mới ngầu nha. Ngồi đó mình chơi. Những YouTuber đầu tiên làm á. YouTuber lần đầu tiên làm nha. Nói chung không có YouTuber đầu tiên làm đâu nha các bạn. Này là chắc có nhiều người làm cho mình biết thì chắc có người khác không biết cái đường nào mà YouTuber. Một mình YouTuber làm được đúng không? Okay. Được tép mỡ nó ra nước mỡ vậy nha bạn. Đó, quá tuyệt vời. Múc bằng miếng sao ơi. Chưa từ từ. Cứ từ từ. Cứ đừng có động. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khô quẹt nha bạn. Đây, đường nha. Thắng đường trước. Đây. Thắng nước màu. Đường phải mặn mặn, khô quẹt phải mặn mặn ngọt ngọt phải đây. Không sao. Đây, bột ngọt nha bạn. Đó, mắm. Đây, chọn nước mắm để nó khét đây con đùi nha. Ôi. Khét rồi ơi. Khét đây con đùi giờ này không biết ai ai rồi é. Chắc bà xàm á. Chắc bà chứ sao đó mà. Bà xàm nó có điện không? Có chừng ông đi với cái con nào á? Thấy thèm đi con nào đây, cho tiêu nha bạn, tiêu. Càng nhiều càng ngon nha. Trên cấp tiền giờ luôn. Đây cái nồi của quẹt mình nó đã sệt lại nha bạn. Bây giờ mình sẽ cho mở vô. Tấp mở vô nha. Ngon ha. Trời ơi trời, hơi bị hấp dẫn luôn á chứ ngon vậy trai, hơi bị tới luôn á. Ăn với cơm với nách á. Trời ơi, nhất nách thì thấy cả. Không nha. Không ăn với cơm nha ông anh. Mình phải ăn với sồi chứ không ăn với cơm nha. Rồi vô luôn nè. Vô tấp luôn nha bạn. Ôi, hấp dẫn luôn. Tới công tác luôn nè. Đây bây giờ cho nó sôi cái mình sẽ cho ớt vô nha bạn. Cho ớt vô trước luôn. Đây cho ớt vô luôn nha. Đó, ớt xanh ớt đỏ đều có, xanh xanh ớt đỏ cho nhỏ nó mừng. Ớt quá ớt quá. Đó. Trời. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái thân mình che gió lại cho nó mau sôi nha bạn. Ông lắp lỗ cho mày không sao? Lắp luôn. Thằng nào mà cho nó chín sạch lên cái rồi mình cho hành là mình nhắc xuống là anh em mình đi chấm xài non liền nha bạn. Người ta phải wow. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Mình nghe thấy mà chấm xòi non cái là xài non cái này là mình chịu hết nổi rồi, mình đúng hơi bị quýu rồi đó. Con xòi hay là xài hay là xòi? Xòi nè. Ít. Xài nè. Nói chung là quốc kim kiêu. Không, nói chung là dân miền Tây mình là cái mình xài. 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 Ừ. Xài. Ăn xài. Ăn xài đúng rồi. Ăn xài là ăn chơi đốc nội. Xài ăn chơi đó. Xài. Ừ. Ăn xài là ăn chơi đó. Ăn chơi là ăn mày. Ăn mày chứ mà ăn mày. Ăn chơi là ăn mày. Có là ăn mày, hết tiền ăn mày. Ăn mày chứ mà ăn xài.
anh em mình cái nồi khô quẹt của anh em mình đã tới tới gáo rồi bạn. Giờ mình sẽ cho hành luôn nha. Ồ, quá đã. Bữa nay vừa ăn xài xong rồi ăn hành nữa. Ăn hành luôn. Thôi hành để vừa nha. Quá im quá. Hồi tối nay hành dữ lắm nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tắt bếp, các anh em mình sẽ dẫn các bạn đi vô vườn xài ăn bậy một mớ xài non chấm nha bạn. Rồi ông nắm vô thứ rồi. Để không à. Nắm vô chắc é luôn á. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đem ra dĩa, rồi anh em mình sẽ dẫn các bạn đi ăn xài sống chung với anh em mình nha. Đây bây giờ anh em mình đã xuống tới cái vườn xài nha bạn. Vườn xài đây. Sam. Ê, giúp cái tiền vô. Vô cái dĩa. Sam. Nè, coi tôi coi tôi. Cái đất đậu đây rồi. Thiên. Thiên nè. Thiên nữa. Mà các bạn coi cô đang nó mắc gì cái kép nè. Không biết gì sao nó mắc em ha. Ờ vô cái chén rồi nha. Rồi. Thiên hết thầy em á. Nói chung thì cái vườn xài này là cái vườn xài anh em mình nó không biết là cụ chủ của ai bạn. Anh em mình chỉ biết là nó bị hoang sơ nên anh em xuống đây hái bạn mới xài non anh em mình ăn. Anh em mình ngoạn phép xin anh chủ vườn xài cho anh em mình xin cỡ khoảng 5-7 trái xài non anh em mình ăn ha. Không mong anh chủ có xem được clip này thông cảm cho anh em mình nha. Không hả, bỏ lên 5 triệu rồi bỏ đi. 5 triệu bỏ 5 triệu triệu nè. Mà Vinh nào có lẹ mày bởi vậy mà mày nói mày không tin thì không tin nè. Gớt đi không. Wow ghê em sợ nè. Nãy em nói là có sai không nè. Thôi đúng không ơi. Ra đây đem ra đây là mình sẽ xanh mày. Một phát là một con, một phát là một con nha. Một phát một trái không nội ơi. Một phát một trái dạ. Một phát là ông đấy. Cái gì vậy? Dẹp tóc ông dứt rồi. Đâu ra ở dưới đây chọn chịu đâu bộ hay đi lên cây thì ông chết. Ông có tôi nè em á. Ôi cả... mày có chiếc chiếc không ra nó ở chỗ mà không tin, mà không tin rồi là sao nào. Mà nhìn là rất đại tao thêm trái nè. Cái này nha lạ thôi cho 10.000 đó, rất cho 10.000 kẹo trời ơi. Lê không ông sao sao ông ơi ông đánh. Cái mặt thằng ông chết đẹp hết trơn hả? Đồ ơi đi ông chết hả? Lê. Ở dưới đây trời được rồi tự nhiên cái đi lên chạy ông chết đã cái mặt đẹp gái vậy. Rớt cái đó. Rồi. Ôi. Rớt cái bát. Nha. Rống. Rồi. Nói chung anh em mình trực anh em bẻ bạn mới xài xuống nè nghe bạn. Cái chỗ này tới Tết luôn chưa được ai đủ ăn. Á đậu gì hả? Rồi liêu liêu đem ra mày nhắc anh liêu cái chạy tội giết rồi. Rồi coi chừng nè anh em mình chào đứa bạn ơi. Giết đi đâu không biết giờ giết tao hai chứ đâu biết nằm ở đâu nữa. Hỏi tao ở đâu vậy hả? Nãy giờ anh em mình chọi bây giờ hai chiếc dép anh chưa biết hai chiếc dép mình nằm ở đâu nữa tự nhiên giờ hỏi. Đây bây giờ anh em mình nãy giờ cũng được 2, 4, 6, 8 trái xài non nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ gọt ra anh em mình thưởng thức nha. Xài vừa non vừa già. Vừa non vừa già anh em mình có. Anh em mình có rửa rồi nha các bạn. Đó giờ. Chắc cái non nè. Vừa nè. Lắc nè. Trời ơi. Non. Tới lắc nè. Si beo. Ôi. Quá nó beo. Xin cu beo nè. Ôi xin cái lắc, xin cái xin cu beo. Heo quay. Quá có nha ông Sam. Hả? Vừa thôi đó. Ồ. Trời ơi, các bạn thấy sao? Rồi nó rớt xuống không là nước miếng mình rớt rồi đó. Đó. Các bạn miếng xài rớt xuống mà thấy nước miếng mình muốn tuôn nè. Ừ. Ồ nó đã làm sao? Làm sao bây giờ? Rồi nói cái khác đi. Nhiều quá. Quá đã, nhiều lắm, 8 trái rồi. Ồ trái này super già rồi. Ôi nó non. Được im. Xài non mà ngon lắm. Chuẩn bị già. 8 trái này anh em mình ăn cái tới công chuyện thiệt là. Đúng rồi, trời ơi thèm. Dưa nó thèm. Thiếu sao nói. Nãy là trời sao cũng sai trộn được mà. Con thằng bán mất dép. Con thằng dưới vô dép trên cây xài mất tiêu. Xài dưới tiêu rồi. Dính thêm mũi ông chích nữa. Ồ hôm bữa nay sao hên dữ trời. Hên lắm hên. Dạ. Từ để trộn này lên nè. Ủa bạn, trời ơi kẹo nó bạn. Ủa trời nó kẹo. Ngon ha. Ủa. Trời dĩa xả xịt ta. Quá trời luôn. Wow. Ừ ông sắc hai trái được không sao?
Đấy bây giờ là giây phút anh em mình thiên liêng nhất là tới nha bạn. Cầu ô trò cái mâm xà anh em sắc nãy giờ đã không, bây giờ mời mời coi thưởng thức nha. Hả, bữa nay ông có chuẩn bị hai cái đầu gói chưa? Gì nữa hả? Để là trời cái đầu nha. Quá thôi bây giờ anh em mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức xài non chấm với khô quẹt của anh em mình nha bạn. Đó đây quá đã không nào, chân tinh tôm nè. Cái này đâu phải có khô quẹt, đợi tôi bưng ra. Cái bụng đâu khô nước nè, cái này sủi nè. Không? Cái này mới tới gái các bạn. Đây mời tất cả các bạn cùng ăn xài non chấm khô quẹt với anh em mình nè. Vô anh em ơi. Yeah. Mình xin mạng phép làm trước cái nhà, thèm quá trời chịu hết nổi rồi. Đây mời các bạn nha. Nè. Ôi mẹ ơi. Ôi bố ơi. Thôi bị ngon luôn trời. Mời tất cả bạn nha. Mời tất cả bạn nha. Thật là ngon. Tôm khô mình nó dai dai nha bạn, tớp mỡ mình nó giòn giòn. Trời ơi, khô quẹt mặn mặn ngọt ngọt nha. Cay cay, trời ơi, tên trả thiệt dài luôn. Vip nó chịu nổi luôn. Bây giờ chỉ có táp thôi chứ không còn gì nữa trơn. Giờ mình nói chuyện hồi nữa là ăn không được luôn nha bạn. Đây mời các bạn nha. Táp sao? Quên rồi. Hơi bị tới gáo luôn. Vô bà ơi. Hello. Đã. Đồ chua còn gì bằng nữa. Vô các bạn. Đã làm sao? Ông chưa từng ăn xài gì vậy? Ông đạo dành hết luôn sao? Thôi thôi ông nội. Ăn kìa. Ôi, thả lắm nội. Ngăn đây phải không? Ăn vô nhiều lắm phải không? Mình ăn lòng bao miếng rồi. Ê. Cầm đi. Cầm xuống đi. Đi. Cầm xuống đi. Ăn là một miếng thôi. Ăn là miếng rồi dùng từ á. Ăn miếng trong tay á. Trời ơi đã. Mày kịch tên trai. Cầm vô nó coi ai. Đây. Trời ăn cái gì bé vậy? Đâu? Mời cả bạn nha. Thôi trời. Mở cả bạn nha. Mở cả bạn nha. Ngon. Trời ơi bà luôn. Ăn gì ngon chứ hả? Lẹ 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 chanh chay. Trời ơi, nó quýnh mày hết chịu à. Thôi, cặp hết thôi. Ô, nè mày sẽ bấm ra lá đù chứ hả? Đây nè, đây nè, về đây bạn, mời bạn nè. Đây, đứng dâu lẹ nữa. Ông mời đại chưa? Ông mời đại chưa? Được không? Mời vậy nha. Được chưa? Mày ấy, mời tất cả các bạn miếng xài và mời cô lẹ miếng xài nè. Lẹ này mày đấm cứng đâu ăn được món ngon của mình ha. Mời gì bày cái bài này ha. Mời lẹ nó đi. Mời lẹ nó đã. Mời không? Chắc anh lẹ giờ đang ăn tôm hùm Alaska rồi cua hoàng đế. Mời anh lẹ là? Anh em ăn sương sương hả? Ăn xài ăn chấm quẹt hả? Bữa nay tại nó nghỉ ha. Nó dở. Buồn ghê luôn. Không có chuyện. Vô anh lẹ. Anh lẹ cũng buồn em đó dạ. Người ta tao mời con lẹ hả? Nó có con đĩa kêu á. Mày cô lẹ miếng ăn mày cô lẹ nè. Cô lẹ ơi mày nghỉ, bữa nay mày nghỉ ngày hôm nay mày thất bại rồi. Bởi vậy mày đâu biết được cái món xài sống mày tắm với cô lẹ ngon như thế nào. Đâu nó hơi bị tới gáo luôn. Tôi bét mẹ nè. Ủa mày còn ở đây hả? Ủa? Tao nói nó nghỉ. Tôi bét mẹ tôi nè. Đầu tranh mày nói với ai? Mày nói cô lẹ đám cưới rồi. Mày ngồi đây hả? Tôi đem cứ rồi. Đúng lắm rồi. Vậy mày ăn đồ đem cứ đi thôi. Mời các bạn ăn miếng đó nhờ nè. Tôi đi tới Cà Mau chứ. Mời lên đi Cà Mau rồi. Mày cô lẹ miếng đi. Mà anh lẹ là anh lẹ chắc giờ anh tôm hùm ở Cà Mau rồi. Chụm nổi đâu. Chụm nổi vô nha lạ. Có đảo đã. Đi tới Campuchia rồi. Cô lẹ đâu biết được là cái xài non mà chấm với cái cô quẹt của tao tự chế này nó ngon như thế nào không. Ngon quá lẹ. Ngon không? Ủa mày ngồi đây hả? Ủa ngồi đây hả? Tổng quân anh lấy mới đi Campuchia. Hả? Campuchia. Chạy bên đi. Tôi
Tôi chấm lắm. Chấm đi, tôi dừng lại rồi không chấm nha. Chấm thường. Không ăn á. Nó ăn gì không anh? Chuyện gái gì không? Chồng kia nữa hả? Ai dám mà nói đem cứ cà mau nữa hả? Ai dám mà nói không cứ đông đi mua nữa hả? Ta ăn nên được hai nửa luôn hả? Ủa? Dữ vậy? Hai thằng ăn dữ hả? Nãy nó mời mình bạn nha. Nãy mình mời cô Lan không mình nửa nửa mâm luôn trời. Cô Lan ăn nhiều ghê. Tới mày mời mời cô Lan biết đi. Khỏi mời. Mời các bạn nha. Thằng chỉ nhỏ chỉ không sao. Không mời cô Lan hả? Nhu. Không không sao luôn hả? Không mời đâu hả? Mời mình thả mấy đi. Mời bà thả mấy mấy mấy. Ủa có lý trời. Đuôi em quét mấy rồi đậu xanh mày. Chưa. Mời âm âm mấy âm đậu xanh mày nãy mày tao mời mày rõ ràng nó mày ăn lên chạy em á mới vậy ông mời hết ba mẹ ông luôn em hỏi luôn mời bi nghe bi hồi nãy tao mời mày á đù với anh tao mời mày á đù luôn mày không mời tao tao biết hết trời thôi chị mày khỏi mời mày đi mày mày chút miếng ra cô đang mày không mời đi mày ngon lắm gì tao đợi mới hết chịu rồi tới đảo luôn à ngon mấy bạn con lẽ gì chứ mời cô đang miếng nha chưa cô đang đâu rồi cô đang đi đám giỗ rồi đúng rồi hả cô đang ơi về đây ăn thợ cô đang ơi à cô đang mày mày thành nữa thằng ừ đúng rồi ê sao nãy giờ không mời thằng qua bên trời không biết ăn đâu ủa mà ông sợ nha hình như không biết đi học rồi biết đi học rồi không sợ nữa đi mời phía đi học rồi không ăn này đâu không biết ăn này lắm nghe hả chịu nổi mắc nghẹn đủ mời bông hồng ăn nha ngon ha mấy cái bông hồng nó trọng á dạ mình ăn tới tấp luôn trời mà ăn tới tả luôn á mời con thỏ nha tới bày qua lá luôn á tới đâu mời để tao mời cô đẹp miếng để mình mời cô đẹp miếng bạn đó cô đẹp hôm nay nó đi sinh nhật bạn đó bởi nó không có mặt đây nha đây mời cô đẹp miếng mời các bạn miếng nha hả ê đúng rồi hồi là ông lẹ ông là đám ma hai thằng á cái mà chắc đi đám ma mày không mày hả quay phim nãy giờ nó hầm lắm rồi đó đâu có mày nói mày luôn hồi nó tắt chắc là quay phim nó tao đến mai mày luôn đó dạ nó luôn rồi nó luôn rồi hồi quay phim nó quýnh đó bởi vậy đây mở bàn mới nha mày làm nữa đủ với em cái mỏi giờ kiếm xịu á nhơi mời đi các bạn nha mời ông cam ông cam đừng mới đọc mời bà hồng bà hồng gì có người ăn mà ba người nhìn dữ á bà sợ ta tao táp lỗ tay luôn á gửi coi mời ấy ra mày anh Tâm biết đi mời anh Tâm tôi mới nói vậy luôn á anh Tâm là ba của cô lẹ rồi đó mới kêu anh luôn rồi mời anh một kẹt nha ông một kẹt mày mà tao biết nãy nó có mày không đậu xanh mày nó tao mời mày liên luôn á mời ông chàng quan sạm nha anh chăng cô đen đâu mời ông Nguyễn Thị cô đen à đủ rồi sắp chơi tới ta mời đủ giờ hết luôn rồi cái đậu xanh hết luôn vậy chơi bữa vậy bây giờ mình đi ăn đám ma đi mình ăn đám ma đi rồi chắc tao mời mày đi ăn đám ma hay quá đủ vậy à để nguyên phiên ăn với lấy miếng xà dài kìa này nè để mình mời các bạn cái nữa rồi chùa nguyên phiên miếng các bạn chứ họ nó đập mình thiệt luôn chứ mày giận cái dĩa đẹp gái giờ nãy bài này nhóc giờ cô eo luôn chứ thèm á nói chung để mình xin ngoan phép mời các bạn miếng nữa rồi anh em mình sẽ trường quay phim miếng các bạn anh em có ăn cùng ăn có chết cùng chết chứ để nãy mình xí ăn hết trơn hồi nó đi đám ma ba mình hẹn lại chắc bây giờ vừa lúc cục chết ba thằng còn đấy vậy chị nói đây mời các bạn nha hồi nãy ăn dữ lắm mà anh thì từ hết cái bên này ăn tận hưởng giờ ăn tận hưởng nãy thì đâu tận hưởng được cái gì đâu mình ăn với bắt giới thử gì chịu nổi nhai nuốt không à chưa rồi để tôi mời quay phim cái mời nó hả tôi mời chết luôn á đủ rồi mời quay phim nha quay phim quà cái thằng ngon quá ngon quá mời thật tình là cái món cái khô hạt này chấm với xài non này là không còn gì bà bằng tả nổi các bạn cái vị nó mặn mặn ngọt ngọt béo béo giòn giòn cay cay dai nói chung là thơm thơm nói chung là đủ vị cho nó ngon dữ lắm luôn đã các bạn thấy mình ăn nãy giờ thì các bạn cũng đã biết rồi đó mình ăn mà nếu mà mình ngừng lại một nhịp là nó sẽ mất đi một vị ngon liền bởi vì mình ăn mắm vô mình xíu xíu nó mà gặp sự cố là bay phim đi đám ma bằng mình liền thôi nên cốt bụi bây giờ mình ăn như chưa bất chế luôn thì phải vậy nãy giờ nó hiện mẹ phim ta xin lỗi hiện giờ nãy ta chưa biết được mùi vị nó ngon như thế nào bây giờ mình ăn lại đi ăn lại từ đầu đi thôi nói chung thì anh em mình sẽ trường quay phim lại một ít khu vẹt để một hồi nó sẽ chấm xài nổ ăn nha bạn chứ khẩu phần của anh em mình nói chung là chưa có đủ đâu đó nhưng mà hết đồ chấm rồi bởi vì buồn ghê luôn nãy mình làm hơi eo hẹp chút là bởi vậy nó làm nhiều nhíu chút rồi một ít ghê nãy ăn nào
tại mày ra mày mày nhiều nhất chai, bởi vì nó hao cái gì nữa, bởi vì nhà nó mày nó mày á, nãy giờ mày cũng lẹ cũng lẹ không mày hết luôn. Tao chạm với ai? Tao đây, tao chạm với ai? Thôi nói chung thì clip hôm nay anh em mình sẽ khép lại tại đây nha. Chúc cho tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và ngon miệng nha. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem clip ủng hộ anh em mình. Anh em mình không biết nói gì hơn, chỉ biết nói chân thành cảm ơn tất cả các bạn gần xa rất là nhiều. Còn bây giờ chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy thành công và tràn đầy sức khỏe. Nếu tất cả các bạn có thích clip này, các bạn hãy nhấn like và chia sẻ với mình. Like nha bạn. Bấm đăng ký kênh để theo dõi tiếp những clip đủ, tiếp theo. Đủ đủ. Đây bạn. Đây nha. Đủ. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.